Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin thời sự mới nhất. Nhật Bản lựa chọn Việt Nam khi bàn về hợp tác dầu mỏ trong ASEAN. Vì sao Nhật Bản muốn Việt Nam là quốc gia đầu tiên của ASEAN tham gia thỏa thuận chia sẻ dầu mỏ với Tokyo? Đằng sau đề xuất của chính phủ ông Suga Yoshihide với Hà Nội là gì? Việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà chính phủ Nhật Bản hướng đến ở ASEAN nhằm đạt thỏa thuận chia sẻ và dự trữ dầu mỏ không có gì bất thường. Quyết định này của phía Nhật Bản đối với Việt Nam là nhằm khẳng định chiến lược duy trì nguồn cung xăng dầu, đảm bảo sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu mang nhiều tính toán hậu Covid-19 và những cú sốc bất ngờ như sự cố kênh đào xua khi tàu Ever Given mắc cạn. Theo đó, chính phủ của ông Suga Yoshihide muốn Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, khối ASEAN tham gia thỏa thuận chia sẻ dầu mỏ. Nikkei đưa tin cho biết và khẳng định có tham chiếu nguồn tin từ chính phủ. Đề xuất Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên tham gia thỏa thuận chia sẻ dự trữ dầu mỏ với Nhật Bản không hẳn là điều bất ngờ. Trên thực tế, đối với Tokyo, Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng cả về vị trí địa lý, ngoại giao lẫn các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng khác ở khu vực Đông Nam Á. Tokyo hiện đang cố tìm cách đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong trường hợp chuỗi cung ứng ở nước ngoài bị gián đoạn. Dịch COVID-19 và sự cố siêu tàu Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez vừa qua đều là những bài học cảnh báo tổng quan trọng của những phương án thay thế khả dĩ nhằm duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo chí Nhật Bản, thỏa thuận này là một phần trong chuỗi nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm xây dựng các thỏa thuận chia sẻ dầu với hiệp hội các quốc gia thành viên Đông Nam Á ASEAN. Khi đồng thuận bắt tay thỏa thuận hợp tác, các bên tham gia sẽ xây dựng kho dự trữ riêng lẻ các sản phẩm bao gồm dầu thô, xăng, nhiên liệu diesel và các sản phẩm dầu mỏ khác nhằm đảm bảo dự phòng cho thời điểm việc cung cấp bị gián đoạn. Vì sao Nhật Bản chọn Việt Nam để hợp tác chia sẻ dầu mỏ? Kể từ chuyến thăm chính thức Nhật Bản hồi tháng 9 năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và người đứng đầu chính phủ Nhật Bản khi đó là ông Abe Shinzo đã tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Tokyo là đối tác quan trọng của Hà Nội ở khu vực Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh hiện nay. Trong cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, cả hai bên đều khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản, đồng thời đưa quan hệ hợp tác Hà Nội Tokyo phát triển hơn nữa theo hướng toàn diện, thực chất, hiệu quả. Đáng chú ý, trong hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Nhật Bản, hợp tác dầu khí được xác định là một trong những ưu tiên lớn nhất. Theo đó, các dự án hợp tác giữa tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam PVN với các đối tác Nhật Bản trong các lĩnh vực từ thượng nguồn đến hạ nguồn và dịch vụ kỹ thuật, tài chính dầu khí hiện đang được hai bên quan tâm, tích cực triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Đồng thời, trong quá trình hợp tác đầu tư tại Việt Nam, các đối tác Nhật Bản luôn thể hiện là các đối tác đáng tin cậy, uy tín và tuân thủ luật pháp Việt Nam. Các nhà đầu tư và các định chế tài chính Nhật Bản cũng dành sự hợp tác tốt đẹp dành cho công nghiệp dầu khí Việt Nam, đồng thời là các đối tác quan trọng của tập đoàn PVN. Cùng với Nga, các đối tác dầu khí Nhật Bản hiện diện ở Việt Nam từ rất lâu. Điển hình như ZX Nois có mặt kể từ năm 1992, ngay từ những ngày đầu triển khai dự án Lô 152, bồn trũng cửu long ngoài khơi Việt Nam công ty dầu khí Nhật Việt GVPC nắm vai trò điều hành, tìm kiếm những biện pháp đảm bảo và duy trì sản xuất ổn định, bền vững, cũng như đưa ra những sáng kiến để nâng cao hiệu quả các dự án. PVN của Việt Nam cùng với các đại diện của Mitsui chuyên về sản xuất, tiếp thị, kinh doanh hydro carbon LNG, phát triển các dự án hạ tầng trạm tiếp nhận LNG, phân phối khí, đường ống vận chuyển khí và phát điện cũng có hợp tác tại các dự án chuỗi giá trị khí lô bao gồm phát triển các mỏ khí tại lô B và 48, 95 và lô 5297 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam, hay đường ống vận chuyển khí đến Cà Mau, Kiên Giang, Ô Môn và các nhà máy điện khí trong khu vực. Trong khi đó, Tokyo Gas cũng được đánh giá là đối tác tiềm năng quan trọng của Petro Việt Nam và PVGAS. Nhật Bản đồng thời cũng là đối tác lô năm về hợp tác năng lượng với Việt Nam, hiện đang dẫn đầu về số lượng các công ty năng lượng đang theo đuổi các dự án LNG với các tên tuổi như Tokyo Gas, Sochi, Kyushu, Chera và Z-Power. Phía Nhật Bản cũng hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực cho Petro Việt Nam. Gần nhất, hôm 24 tháng 3 vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Yuchi Kurata, Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Nhật Việt, GVPC. Được biết, hợp đồng PSC chia sản phẩm dầu khí lô 152 Thêm lục địa Việt Nam đã được ký từ năm 1992 sẽ hết hạn vào năm 2025. Các nhà thầu hiện tại của hợp đồng PSC gồm JVPC, cổ Dạng Đông và Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP. Trong buổi làm việc với lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tổng giám đốc JVPC Yuchi Karata thể hiện mong muốn được tiếp tục hoạt động dầu khí tại lô 152 của Việt Nam sau năm 2025. Được biết. Đây là cuộc gặp đầu tiên để JVPC bày tỏ mong muốn và lắng nghe ý kiến, tư vấn của Petro Việt Nam trước khi có các bước chuẩn bị cần thiết nhằm đưa ra đề xuất về chương trình triển khai hoạt động dầu khí tại lô 152 cho tương lai. Theo kết quả hợp tác, từ khi ký hợp đồng đạt thỏa thuận đến nay, lần lượt vào các năm 1998 và năm 2008, JVPC đã đưa mỏ dạng đông và phương đông vào khai thác công nghiệp, với lưu lượng khai thác dầu ban đầu khoảng 28.000 thùng trên một ngày, mức lưu lượng cao nhất đạt trên 70.000 thùng trên một ngày. Cùng với đó, mỏ dạng đông và phương đông dưới sự điều hành của công ty dầu khí Việt-Nhật, JVPC là hai trong những mỏ đang mang lại sản lượng dầu khí và nguồn thu ổn định quan trọng cho ngân sách Việt Nam, cũng như hiệu quả cao về đầu tư cho PVEP và các đối tác nước ngoài. Trao đổi với ông Yuchi Kurata, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả hoạt động JVPC trong thời gian qua, cũng như ghi nhận mong muốn của JVPC Lãnh đạo tập đoàn PVN đề nghị người điều hành tiếp tục nghiên cứu và làm việc với các ban chuyên môn của Bê Trù Việt Nam và Bộ Công Thương để đưa ra đề xuất phù hợp mang lại lợi ích cho nước nhà và bên đối tác trong giai đoạn tới. Với những nền tảng, cơ sở, sự thấu hiểu và thành tựu hợp tác sẵn có, không có gì bất thường khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mà Nhật Bản muốn đưa vào thỏa thuận chia sẻ dầu mỏ nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu, nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu không đứt gãy. Thực tế, không chỉ ở lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt năng lượng, nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, kinh doanh sản xuất khác giới đầu tư nhật bản cũng đặc biệt ưa thích và tin tưởng lựa chọn đầu tư vào việt nam bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại